Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một quyển photobook của phim Cô gái đến từ hôm qua. Đây là một quyển photobook được phát hành chung với đợt phát hành phim năm 2017, là kết hợp giữa nhà xuất bản trẻ và bên phát hành phim là CG Entertainment và CMG. Ebook này thì chủ yếu là các hình ảnh giới thiệu trong phim. Nó bao gồm các phần, nó chia thành từng phần, câu chuyện, giới thiệu tác giả và đạo diễn, nhân vật và diễn viên, thế giới tuổi thơ, thế giới học trò, mối tình đầu, phía sau màn ảnh, cô gái đến từ hôm qua. Cuốn photobook này á thì được phát hành vào năm 2017. Tuy nhiên nó không phải là sách để bán mà chỉ là sách để quảng bá phim thôi. Chỉ in 1.000 cuốn để chủ yếu là giới thiệu và tặng cho các bạn fan đi xem phim. Thì cuốn này thì mình cũng vừa mới nhận được hôm nay khi mua sách ở cửa hàng sách của nhà xuất bản trẻ. Thì các hóa đơn nào ở trên 300.000 á thì sẽ được tặng một cuốn photobook như thế này. Mình cũng có xem qua rồi thì cơ bản thì mình không đánh giá cao cái quyển photobook này cho lắm. Chủ yếu là hình ảnh được cắt từ trong phim thôi. Nhưng mà nó có giá trị sưu tầm đối với các bạn nào mà thích phim và thích các tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh. Giờ thì mình và các bạn cùng xem các phần bên trong nhé. Đây là tác giả Nguyễn Nhật Ánh và đạo diễn làm phim là Phan Gia Nhật Linh. Vậy là xong cái phần giới thiệu nhân vật và diễn viên xuất hiện trong phim. Thì các phần phía sau này có nói sơ về nội dung phim. Đây là bối cảnh xây dựng nhân vật lúc nhỏ. Ở trong phim thì nó không có chia theo từng phần như thế này đâu, mà nó có mốc thời gian đang xen giữa nhỏ và lớn. Còn cái photobook này á, thì nó sắp xếp mốc thời gian theo từ nhân vật từ lúc nhỏ tới lúc lớn. Đây là phần thế giới học sinh, là khi các nhân vật đã lớn lên rồi. Đây là chương mối tình đầu. Có poster Miu Lê khá lớn ha. Phần phía sau màn ảnh này thì nó là cái phần tâm sự của đạo diễn trong quá trình xây dựng bối cảnh và làm phim. Ngoài ra thì trên mỗi hình ở cái phần này á, thì nó cũng có chú thích cái bối cảnh và cái địa danh mà đạo diễn dùng để quay phim.
Còn đây là bài thơ gốc của tác giả Nguyễn Nhật Ánh ha. Mình thì mình khá thích cái bài thơ này lúc đọc truyện. Mình cũng không nhớ là cái bài thơ này có xuất hiện trong phim không nữa. Ok. Vậy là đã hết cuốn photobook này rồi. Chủ yếu thì cái photobook này chủ yếu là để làm kỷ niệm đó với các bạn thích bộ phim và tác phẩm của tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo. Bye bye, chúc mọi người có một ngày vui vẻ.